iPad và iPad mini. Tuy nhỏ nhưng có võ, iPad mini được đánh giá là có sự đột phá và đáng để sở hữu, trong khi thì iPad 9 không có quá nhiều sự khác biệt. Với con chip A13, Apple cho biết iPad thế hệ thứ 9 nhanh hơn gấp 3 lần so với mẫu Chromebook bán chạy nhất và nhanh hơn 6 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất. Doanh số của iPad đã tăng trưởng 40% năm qua, một phần đến từ nhu cầu học và làm việc online tăng mạnh. Cửa sổ của mỗi người với thế giới bây giờ là camera selfie cũng đã được Apple nâng cấp với độ phân giải 12 megapixel cùng khả năng theo dõi đối tượng nhờ ống kính góc siêu rộng. Nếu học cơ bản mà online thì mình thấy là rất nhiều người và các gia đình đều mua iPad bởi vì nó dễ sử dụng nhất. iPad thế hệ thứ 9 này thì nó nâng cấp không cần phải quá nhiều. Nó vẫn sẽ có mức giá tốt nhất, dễ tiếp cận nhất và đem lại những cái trải nghiệm về các tính năng như trên iPadOS 15. Apple đã đáp ứng mong mỏi của nhiều người dùng với sự lột xác trên iPad mini 6. Thiết kế cùng màu sắc được đánh giá cao. Màn hình đã được tăng từ 7,9 inch lên 8,3 inch, nhưng diện tích tổng thể lại không đổi. iPad mini mới có chip A15 Bionic, tương đương iPhone 13, tốc độ xử lý nhanh hơn 40%, trong khi hiệu suất đồ họa tăng 80% so với thế hệ trước. Nó sẽ giống như một cái iPad Air thu nhỏ, tức là bây giờ anh em thấy rằng là nó không còn cái cảm biến vân tay ở trong cái nút Home nữa, mà cái cảm biến vân tay đã được manage trên nút nguồn, và bốn cái cạnh của iPad bây giờ nó sẽ mỏng và nó đều bằng nhau, giống như chúng ta thấy ở cái iPad Pro hay là iPad Air vậy, iPad Air 4 đó. Thì như vậy nó làm cho cái máy nó to ra ha. Kích thước tổng thể thì nó vẫn như là iPad mini cũ, nhưng mà cái màn hình thì nó to ra. Những cái người thích một cái tablet mà có thể mang đi khắp mọi nơi đơn giản hơn đó, thì bây giờ có thể mua iPad mini và họ có một cái trải nghiệm màn hình nó to hơn. Với cấu hình có phần vượt trội hơn, iPad mini có mức giá bản thấp nhất là 499 đô la Mỹ, tức là 11,3 triệu đồng, còn iPad 9 có bản thấp nhất giá từ 329 đô la Mỹ, tức là 7,4 triệu đồng. Sau khi cậu cả Huawei ngã ngựa, Xiaomi nổi lên như một người thừa kế và tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mới ấn tượng. Trong tuần, hãng cũng đã ra mắt một mẫu máy tính bảng và được đánh giá là đối thủ đáng gờm của mẫu iPad mini 6. Xiaomi Pad 5 đã xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 8, nhưng đến nay mới chính thức ra mắt toàn cầu. Theo hãng công bố, thiết bị có màn hình 11 inch sử dụng tấm nền LCD thay vì OLED. Camera sau là 13 megapixel và một camera trước là 8 megapixel. Về cấu hình, Xiaomi Pad 5 được trang bị chip Snapdragon 860 trên tiến trình 7 nanomet với mức tối đa tốc độ xung nhịp lên tới là 2,96 GHz. Đi kèm với đó là 6GB RAM và bộ nhớ trong 128 và 256 tỷ chọn. Máy hỗ trợ Smart Band có sạc nhanh viên pin 8720mAh. Xiaomi Pad 5 có hai màu sắc được ra mắt là sấm tinh vân và trắng ngọc trai. Giá khởi điểm cho phiên bản thấp nhất 6GB RAM và bộ nhớ trong 128GB là 349 euro, tức là khoảng 9,4 triệu đồng tại châu Âu.